Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Lâm Phát Studio. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn tất cả mọi người cách lắp đặt và sử dụng sao card XX-K10 mới nhất năm 2022. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối nguồn cho chiếc sao card bằng cọng dây USB này. Ở đây thì nó có để chữ USB, người cắm một đầu vào đây, còn một đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào laptop, máy tính hoặc là sạc dự phòng. Nếu như mọi người không có laptop thì mọi người có thể dùng sạc dự phòng hoặc là cắm vào một cục adapter như thế này. Đó. Này thì chắc chắn là nhà ai cũng có rồi. Đó. Mọi người sẽ cắm vào đây và ghim trực tiếp vào ổ điện. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng chiếc dây này để livestream. Mọi người cần phải lưu ý nhé. Đấy, ở trên cái cọng dây này nó có một cái đầu này, nó có cái ký hiệu hai đường mũi tên này. Đó, mọi người thấy không? Mọi người phải quay nó lên như này, sau đó cắm vào đây. Đó, để tránh vì sao mình lại bảo mọi người là phải lưu ý. Đó. Vì khi mọi người quay ngược này, có rất là nhiều người không để ý cái cắm như này và nó sẽ bị gãy nhé, gãy các cái chân nhỏ ở trong này. Ta cắm vào đây. Đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào điện thoại dùng để livestream ha. Ok. Và cái jack này thì cũng có một số bạn hỏi thì cái này dùng để làm gì, thì hôm nay mình sẽ giải đáp luôn. Đó, cái này dùng để làm tai nghe nhé mọi người nhé, có thể dùng để làm tai nghe luôn. Mọi người có thể cắm trực tiếp jack tai nghe vào đây dùng để nghe rất là tiện lợi. À, nếu không dùng đến thì chúng ta quấn nó gọn vào. Đó. Xong một bên nó gọn gàng. À. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cọng dây có hai đầu 3.5 để kết nối nhạc từ chiếc điện thoại vào trong sao card. Nếu như mà mọi người không có máy tính nhé, mọi người sẽ cắm vào đây cái cổng music in này. Đó. Mọi người thấy không? Chúng ta sẽ cắm vào đây cập nhạc cho nó. Còn nếu như mà có máy tính thì mọi người sẽ không cần dùng đến sợi dây này. Chúng ta sẽ lấy trực tiếp qua cái cọng dây này để USB này. Đó, ta sẽ cắm trực tiếp cái này vào máy tính, vừa cắp nguồn và vừa lấy nhạc luôn. Còn đây là mình đang hướng dẫn mọi người sử dụng bộ sao card này trên điện thoại ha. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào chiếc điện thoại này để lấy nhạc này. Đó, sẽ có hai đầu. Một đầu chúng ta sẽ ghim vào chiếc micro. Ok. Và còn lại thì đây mọi người có thể thấy nó có ghi sẵn đây là mic 1 và mic 2. Thì mic 2 này á thì là chúng ta phải sử dụng đó là một cái đầu jack 6 ly. Như này mic này thì chúng ta phải dùng thêm một cái nguồn nữa. Đó là nguồn 48V. Hoặc có thể cắm trực tiếp guitar vào đây để chơi nhạc cụ rất là tiện lợi ha. Con sao card rất là nhỏ bé nhưng tích hợp rất là nhiều với nhau. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm cổng 3.5 này để cắm mic cho sao card. Chúng ta hát. Ở bên đây đó là cổng tai nghe. Đó. Ở bên này cũng sẽ là một cổng tai nghe nha mọi người nhé. Còn ở đây cổng này dùng để làm gì? Thì cổng này nó sẽ là cổng dùng để cắm cái loại dây live stream, đó là dây 3 màu. Đó, mọi người có thể cắm vào đây dùng để live stream hai cái điện thoại cùng một lúc cũng rất là tiện lợi. Đó. Hoặc cũng có thể là cắm tai nghe vào đây luôn cũng được nha mọi người nhé. Cổng này thì mọi người nếu mà cắm tai nghe vào mà trên chiếc tai nghe nó có cái mic á, micro á, thì mọi người có thể dùng trực tiếp chiếc micro của chiếc tai nghe qua cái cổng này mà không cần phải dùng đến chiếc mic này. Đó. Rất là hay luôn. Ok. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái công dụng cũng như là tính năng của các cái phím tắt cũng như là các cái những điều chỉnh trên con sao card này. Thì ở bên này thì chúng ta sẽ có FX tai này. Đó. Thì nó sẽ gồm 16 chế độ và khác nhau để cho mọi người lựa chọn tùy theo giọng và sở thích của mỗi người. Vang nhiều hay vang ít thì chúng ta sẽ bấm.
bấm bấm đó để chúng ta chọn cái độ vang nào phù hợp với cái giọng của chúng ta ha. Tiếp theo ở bên này là một cái nút nữa, thì nút này dùng để làm gì? Nút này thì cũng dùng để bấm, nhưng nó sẽ là chỉ có 4 chế độ thôi. Chế độ đầu tiên là chế độ để cho chúng ta hát, chế độ màu xanh dương. Chế độ thứ hai là màu xanh nước, thì là dùng để làm MC. Màu đỏ thì chúng ta để tiếng mộc. Còn cái màu trắng ấy, thì sẽ là bute, sẽ là tắt hết vừa tiếng nhạc và tiếng mic. Ví dụ như là chúng ta đang live, ví dụ như là có một cái chuyện gì đó ha, gấp gáp hay là bị mẹ la, ăn cơm xong thì chưa rửa bát hay gì ấy. Đang live stream mà bị mẹ la vậy thì chúng ta bấm vào cái này, nó hiện lên màu trắng thì để ngắt đi khỏi mọi người nghe thấy. Ok, tiếp theo thì đây là cổng mic bass. Mic bass này thì có chức năng gì? Đó là điều chỉnh cái độ ấm. Nếu mà giọng chúng ta chói quá, nhiều chép, hay giống như giọng mình này, nhiều chép thì mình sẽ vặn lên hướng 1 giờ hoặc là 2 giờ như thế này. Ok. Tiếp theo đó là mic chép. Mic chép này thì cũng giống như bên này thôi, nhưng mà nó sẽ là điều chỉnh về cái giọng chép. Nếu giọng các bạn trầm, ấm, thiếu chép thì các bạn có thể nâng cái này lên về hướng 2 giờ đó, hoặc là hướng 1 giờ để tùy vào mọi người phải nghe, đúng không? Nghe để vừa cái tai của chúng ta. Đây là mic von, độ bắt của mic, độ to nhỏ của mic. Thường thường cái này thì bên mình sẽ là để hướng 12 giờ tùy vào sở thích của mọi người. Mọi người để mic xa thì mọi người có thể tăng nó lên, hoặc là nếu mà mọi người để gần thì có thể giảm xuống. Còn mức trung bình thì như bên mình thường tư vấn thì là sẽ để mức 12 giờ như thế này ha. Tiếp theo ở bên này chúng ta sẽ có đó là cổng master vol, music vol và rec vol. Cái này dùng để làm gì và công dụng của chúng như thế nào mình sẽ nói luôn. Là cổng master vol này là điều chỉnh âm lượng của giọng nói của chúng ta. Chúng ta nói thì chúng ta muốn nó to thì chúng ta vặn lên. Thật ở bên này thì mình thường thường mình sẽ vặn hết cỡ và sẽ lùi nó lại một chút. Đó là vừa. Tiếp theo đó là cổng music vol, cũng thế, cũng là để tăng giảm cái âm lượng của nhạc beat, nhạc mà mọi người lấy vô từ cái đường music in này. Đó. Thì đây nó là music vol. Mọi người lưu ý nhá. Này mình sẽ vặn hết cỡ và lùi lại một chút. Đó. Còn cổng rec vol này là gì? Rec vol này là cái âm lượng tổng của cái người nghe, người mà chúng ta livestream ấy, mà những người ta xem đó, của người xem thì mọi người có thể để vặn hết cỡ luôn cũng được, hoặc có thể lùi lại hàng một chút ha. Vì nếu mà để to quá thì nó cũng sợ nó bị dè lắm, vỡ ghen. Ta có thể lùi lại một chút cũng vẫn được, không sao hết. Hoặc là trong quá trình chúng ta quay lại, thu âm lại trên điện thoại, chúng ta hát karaoke mà chúng ta muốn quay lại cái tiếng của mình á, thì chúng ta cũng có thể dùng cái này. Các bạn điều chỉnh độ to nhỏ của vừa tiếng mic và vừa tiếng nhạc. Ok, trên đây đó là một bài hướng dẫn cách sử dụng song ca K10. Chúc mọi người thành công. Trên đây là video hướng dẫn sử dụng song ca K10. Mọi người có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm hay muốn tìm hiểu về những sản phẩm khác thì có thể truy cập trực tiếp vào đường link thiết bị hanlai.com, hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0901109919 để được hỗ trợ trực tiếp nha tất cả mọi người. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe, và cũng đừng quên là để lại cho mình xin ý kiến cũng như là muốn mình review về những sản phẩm nào thì mọi người hãy comment ở dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của Lâm Phát. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.